Cần hành động quyết liệt để chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 là thông điệp mà ban tổ chức sự kiện truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho công nhân khu công nghiệp đưa ra tại khu công nghiệp Trà Nóc. Bằng các tiết mục văn nghệ sôi động cùng với phần hỏi đáp có quà tặng, ban tổ chức buổi truyền thông là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Quận đoàn Bình Thủy đã cung cấp những kiến thức phòng chống căn bệnh HIV/AIDS và các cảnh báo việc lây truyền bệnh HIV của các nhóm đối tượng. Đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động theo chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS.